Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Thư viện Lập trình trong chủ đề lập trình và thiết kế website từ A tới Z, phần BSB bài học số 16. Trong nội dung bài học này, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu về form, tức là biểu mẫu và cách truyền tải dữ liệu từ form lên trên server để xử lý bằng BSB. Để ủng hộ kênh Thư viện Lập trình, các bạn đừng quên bấm đăng ký và bấm vào cái hình cái chuông này để bật thông báo mỗi khi kênh Thư viện Lập trình có post thêm một cái video gì mới. Cảm ơn tất cả các bạn. Bắt đầu bài học, chúng ta sẽ nhắc lại một chút về hai cái biến là biến get và biến post. Thì ở trong cái phần bài học về super global, các cái biến super global, chúng ta đã biết hai biến này là hai biến super global. Trong đó biến get là cái biến super global chứa cái mảng các cái dữ liệu được gửi lên thông qua cái hình thức gọi là phương thức get, và biến post là biến super global chứa các cái danh sách dữ liệu được gửi lên bằng cái phương thức là post. Thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu sơ một chút về cái đặc điểm của cái hình thức về biến get và biến post. Đây là hình thức về cái method get và method post nha các bạn. Thì cả phương thức get và phương thức post nó đều sẽ tạo ra cái mảng dữ liệu, và mảng dữ liệu này có name key và value, mà đặc điểm là name key sẽ tương ứng với cái thuộc tính name của cái thẻ input ở trong cái form của các bạn. Rồi, về đặc điểm riêng, khi mà chúng ta sử dụng cái hình thức get thì cái biến get nó sẽ nhận cái dữ liệu từ trên URL, và khi mà cái form của bạn là được post bằng cái phương thức được gửi đi bằng phương thức get thì nó sẽ gửi những dữ liệu này lên trên URL theo như cái định dạng như sau. Ở đây thấy là các bạn nhìn thấy là cái phần mà phía trước này, từ cái dấu chấm hỏi đầu tiên xuất hiện trở về trước, chúng ta gọi đây là cái phần tên miền và phần batch gì đó. Nhưng mà từ cái dấu chấm hỏi này trở về sau thì đây chính là cái phần dữ liệu của cái hình thức get. Thì cái phần dữ liệu này các bạn nhìn thấy là nó sẽ có cái định dạng key và value. Mỗi một cái key value cách nhau bởi cái dấu bằng, và mỗi một cái cặp key value nó lại cách nhau bởi cái tự và. Đấy, và cái dấu chấm hỏi này là cái dấu chấm hỏi cách ra để thể hiện từ cái chấm hỏi này trở đi về sau. Đây là cái chuỗi query chain. Đấy, tức là chuỗi dữ liệu mà được gửi lên thông qua hình thức get, nó thể hiện luôn trên cái địa chỉ URL của chúng ta như vậy. Còn đối với cái hình thức mà chúng ta gửi bằng post thì nó gửi thông qua cái protocol HTTP post, cho nên là không có hiển thị dữ liệu ra. Đấy, và cái biến post nó sẽ nhận cái dữ liệu gửi bằng cái hình thức này. Các bạn chú ý nha, khi mà chúng ta chỉ định gửi bằng hình thức get thì chúng ta phải dùng cái biến get thì chúng ta mới đọc được dữ liệu. Còn chúng ta chỉ định cái hình thức gửi dữ liệu bằng post thì chỉ có biến post mới nhận được dữ liệu. Và đây là cái minh họa code cụ thể cho các bạn xem. Ở đây là minh họa về sử dụng post. Như các bạn nhìn thấy là cái phần bên trái này là một cái form, một cái biểu mẫu điển hình. Thì cái biểu mẫu này nè các bạn, học về HTML chắc là bà, chúng ta khi mà học BSB thì chúng ta bắt buộc đã biết HTML nha các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây, action tức là cái thuộc tính là khi cái form này mà được gửi đi á thì nó gửi đến cái địa chỉ nào, thì chúng ta để cái địa chỉ mà nhận dữ liệu nào vào trong đây. Thì địa chỉ của chúng ta là cái file index.bsb, mà cái file index.bsb này là cái file post, mà cái file code mà ví dụ bên tay phải của các bạn đây. Và ở đây chúng ta chỉ định cái phương thức gửi của cái form này là post, các bạn chú ý nghe. Và ở trong cái form này chúng ta có hai thẻ input, hai thẻ input kiểu của nó là test. Và các bạn nhìn thấy đây, cái thẻ input đầu tiên chúng ta đặt cái giá trị thuộc tính name là txt name, và cái thẻ sau là giá trị thuộc tính name là txt font. Ok, và ở đây chúng ta có một cái nút bấm gửi đi. Ok, cái chỗ này bị sai code nha bạn, thay là submit value là gửi mới đúng. Đấy, thì nó sẽ hiện thị ra một cái nút để chúng ta bấm để gửi dữ liệu đi. Và ở đây là hai cái thẻ đó bấm. Thì các bạn nhìn thấy đây, đây cái phương thức post các bạn phải chỉ định ra ở chỗ này. Nếu mà chúng ta chỉ định get, một lát chúng ta sẽ coi cái ví dụ về get, thì nó sẽ đẩy dữ liệu lên trên URL. Còn chỉ định post thì nó gửi dữ liệu thông qua cái body content của cái HTTP method. Rồi, thì các bạn nhìn thấy đây, khi mà chúng ta lấy dữ liệu gửi lên thì chúng ta lấy như sau. Thì chúng ta đã biết cái biến post là một cái method, một cái area, tức là một cái mảng rồi, mà mảng có name key, mà cái name key của nó tương ứng với cái giá trị thuộc tính name. Thành ra chúng ta muốn đọc cái giá trị thuộc tính mà người ta đã nhập vào cái chỗ tt name này thì chúng ta dùng cái name key là tt name của cái mảng post này. Đấy, như các bạn nhìn thấy đây, nó tương ứng với nhau.
Và khi chúng ta muốn đọc cái giá trị người ta đã nhập vào trong cái khung mà số điện thoại tức là TT phone này, thì chúng ta dùng cái name key là TT phone để đọc trong cái mảng này ra. Đây nó tương ứng như này. Đấy, hoàn toàn rất là dễ hiểu, không có gì cả. Và khi đã có hai cái giá trị rồi thì các bạn nhìn thấy là chúng ta chỉ việc in nó ra thôi. Ở đây chúng ta cái biến name này nó chứa giá trị đập từ đây, cái biến phone nó có giá trị đập từ đây, thì chúng ta bây giờ chúng ta in ra cái chuỗi tên dấu chấm này là cộng chuỗi nha các bạn. Đó, tới cái biến thì ra khi mà chúng ta liệt kê biến thì kiểu này chúng ta không cần dùng dấu chấm, chúng ta liệt kê trực tiếp ở trong chuỗi này luôn, nó vẫn hiểu các bạn. Nhưng mà đây tôi viết có tường minh thôi. Rồi thì đó là ví dụ về cái cách hình thức sử dụng bằng cái bot. Và đây là cái ví dụ mà hình thức sử dụng là get, thì các bạn nhìn thấy là nó chỉ khác ở một chỗ mà cái form của chúng ta là chúng ta chỉ định method là get. Đấy, chỉ định method là get. Rồi chỉ nó chỉ khác nhau như vậy thôi, còn tất cả các phần còn lại đều y như nhau, nhưng chỉ khác ở chỗ đây các bạn nhìn thấy là thay vì chúng ta sử dụng cái biến bot thì chúng ta phải sử dụng biến get để mà đọc. Đấy, còn cái key name thì nó vẫn vậy. Đấy, key name thì nó vẫn vậy thôi. Và đặc điểm của cái get này ở đây là chúng ta có thể không cần thông qua form mà chúng ta gõ trực tiếp lên URL rồi chúng ta enter một phát cũng nó cũng được. À, có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy các cái key value name của chúng ta ở trên cái URL, người ta có thể sửa nó rồi người ta gửi đi trực tiếp. Thành ra cái việc sử dụng get hay là bot chúng ta phải chú ý cho kỹ. Thứ nhất, các bạn nhìn thấy đặc điểm của get là dữ liệu được gửi nó sẽ hiển thị luôn trên URL, ai cũng có thể nhìn thấy cơ bản như vậy, và nhìn thấy được thì có thể dễ dàng tiếp cận được, sửa được, đại loại là như vậy. Cho nên chúng ta không sử dụng cái hình thức get này khi mà chúng ta cần truyền dữ liệu nhạy cảm. Chúng ta chỉ sử dụng ở trong một số trường hợp nào đó nó hết sức cơ bản thôi, rất là cơ bản và gần như là không cần thiết. Hoặc là ví dụ như trong trường hợp như là chúng ta, các bạn nhìn thấy là khi các bạn gõ tìm kiếm, đấy, khi các bạn gõ tìm kiếm thì cái keyword mà các bạn gửi đi á, thì thường thường là nó sẽ tạo thành cái URL luôn, tức là nó sử dụng cái phương thức get này. Đấy, nó thêm cái dấu chấm hỏi keyword bằng dữ liệu mà các bạn đã nhập. Đấy, như vậy để làm gì? Nó có rất nhiều mục đích nha. Khi mà tồn tại một cái URL như vậy á, thì nó còn có cái mục đích dùng cho Google để index những cái URL này nữa. Đấy, nó có rất nhiều hữu dụng mà chúng ta cảm thấy là cái keyword đó là do cái từ khóa người ta tìm kiếm, thì nó có lộ hay không lộ cũng chả có vấn đề gì hết. Đó tôi mới nói là dùng get cho một số trường hợp hết sức cơ bản mà các bạn cảm thấy là dữ liệu không hề có nhạy cảm. Rồi, tuyệt đối không bao giờ sử dụng cái phương thức này để mà truyền tải một số dữ liệu như là mật khẩu hoặc là một số dữ liệu nhạy cảm khác, ví dụ như là mã token hay là API key gì đó vân vân và may. Tuy nhiên nếu mà chúng ta gọi kín thì cũng được, tức là cái URL chúng ta không hề public ra ngoài, không phải tồn tại trên trang web của chúng ta, nó chỉ là do chúng ta và một người nào đó biết thôi thì cũng được, nhưng mà cũng không nên, đại loại là như vậy. Và điều quan trọng cuối cùng là cái giới hạn của URL, nó có giới hạn của nó, cho nên là cái chuỗi độ dài của cái dữ liệu chúng ta gửi lên không thể vượt quá 2000 ký tự, chứ không phải 20.000, không thể vượt quá 2000 ký tự. Lúc đó cái địa chỉ trang web nó dài quá, địa chỉ URL nó dài quá, các bạn chú ý nha. Rồi, còn đối với hình thức bot như tôi nói là nó được truyền thông qua cái giao thức HTTP, cho nên nó sẽ không có hiển thị công cộng. Người bình thường sẽ, nói chung là nó không hiển thị công cộng, cho nên là nó không có public cho mọi người. Rồi, cho nên là chúng ta muốn truyền dữ liệu nhạy cảm, ví dụ trong khi các bạn login này kia đó, thì chúng ta chỉ dùng hình thức là method là bot để truyền dữ liệu đi. Các bạn chú ý nha. Rồi, ngoài ra khi mà chúng ta có nhu cầu như là upload file, truyền dữ liệu file đi chẳng hạn, thì lúc đó là get không thể nào đáp ứng được. Chỉ có bot này thì mới có thể truyền dữ liệu số kiểu như vậy được, ta gọi là dữ liệu kiểu file. Và ngoài điều cuối cùng là nó đối ngược với get thì bot nó không bị giới hạn về cái độ dài dữ liệu. Về mặt lý thuyết của PHP nó không có giới hạn. Các bạn chú ý nha. Và cái phương thức truyền tải nó cũng không giới hạn, nhưng mà server các bạn có thể giới hạn. Các bạn chú ý nha, cái web server các bạn có thể cấu hình giới hạn cái độ dài của dữ liệu truyền qua truyền lại, cho nên là không giới hạn ở đây là không giới hạn về mặt lý thuyết, nhưng mà các cái có những thứ khác nó giới hạn chúng ta. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung mà chúng ta được học về cái form và truyền tải dữ liệu ở trong PHP. Rồi, trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ học về kiểu dữ liệu thời gian, tức là day, tức là ngày tháng, và time là giờ. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh Thư viện Lập trình, các bạn đừng quên bấm đăng ký và bấm vào cái hình cái chuông này để bật thông báo mỗi khi kênh Thư viện Lập trình có post thêm một cái video gì mới. Cảm ơn tất cả các bạn.